xưa, nuôi dân trở về làm thưa. Ngày nuôi con, ân ban trên mình màu chúa. Ôi yêu thương con vô ngần, ngự nơi hiến vấn đề ngài ở mãi cùng con. Cùng nhịp bước tiến về, ân ngoan tham dự thành lễ. Chúa hiến tế mình mau ngài, làm thần lương nuôi dưỡng nhân loại. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội hoàn cầu mừng mầu nhiệm rất thánh là nguồn sống của giáo hội từ ngàn xưa cho đến hôm nay và cho mãi đến muôn đời, là mầu nhiệm Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta trong bí tích thánh thể. Đây là một mầu nhiệm được cử hành hằng ngày. Tuy nhiên, ngày hôm nay giáo hội muốn nhấn mạnh đến cái ơn sủng lớn lao mà Chúa muốn ban cho chúng ta để mỗi người siêng năng hơn mà đến với Chúa trong bí tích thánh thể và đón nhận nhiệt thành hơn, sốt sắng hơn bao nhiêu ơn lành Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương đến với chúng ta và xin cho chúng ta đáp lại tình yêu Chúa cho xứng đáng bằng cách đến với Chúa trong bí tích thánh thể, tham dự thánh lễ, tham dự các giờ chầu. Chúng ta cũng hợp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu nguyện xin ơn bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Stefano, Giuse và Annie. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con ở lại Chúa. Chúng con là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin đem lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở về đâu đây?
cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết muôn niềm sùng kinh mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiên tri cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melchisede là vua thành Salem đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Abraham rằng: Xin Thiên Chúa tối cao và đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abraham, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa tối cao, vì nhờ người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông, và Abraham dâng cho ông 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Đó là lời Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén và phán: Chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống,
các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn đông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Công đoàn phụng vụ thân mến, khoảng 1 thế kỷ trước đây, năm 1920, có một lễ tốt nghiệp cho các bác sĩ ở Anh. Và trong buổi lễ tốt nghiệp đó có cả Thủ tướng Anh lúc đó. Trong buổi lễ như thường lệ, trưởng khoa đứng lên chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên mới ra trường. Lần này ông kể về một sự cố đã xảy ra với chính ông. Lần ấy đã quá nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa nhà mình. Khi mở cửa ra, tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi đang hoảng hốt. Và bà nói với tôi: Ôi bác sĩ ơi, con tôi đang bệnh rất nghiêm trọng, xin ông hãy cứu nó. Tôi vội chạy theo bà ta đến nhà họ, mà không kịp nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đó là một đêm giông bão và trời lạnh, rất lạnh. Trời mưa như trút, lái xe nguy hiểm. Nhưng tôi không kịp lo cho mình nữa. Nhà ta ở bản ngoại ô London, và sau một hành trình khó khăn, chúng tôi mới tìm đến nơi. Bà sống trong một căn phòng nhỏ với con trai. Khi bước vào phòng, tôi thấy cậu bé nằm trên giường kê ở góc phòng và đang rên rỉ đau đớn. Sau khi tôi khám và kê đơn cho đứa trẻ, người mẹ đưa cho tôi một ít tiền. Tôi từ chối và nhẹ nhàng nói với bà rằng: Tôi không thể nhận, vì họ cần chúng hơn là tôi. Nhưng tôi sẽ chăm sóc con bà cho đến khi cậu bé khỏe trở lại. Rồi sau đó, trưởng khoa kết thúc bài diễn văn bằng câu: Đây chính là cách hành nghề y thực sự. Vì trở thành bác sĩ,
tức là đến gần nhất với lòng nhân ái và là một trong những nghề nghiệp gần gũi nhất với Thiên Chúa. Ngay khi bác sĩ kết thúc cái bài diễn văn của mình, người ta ngạc nhiên thấy Thủ tướng bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục giảng. Rồi ông nói với bác sĩ trưởng khoa: "Hãy cho phép tôi hôn tay ông. Tôi đã tìm ông suốt 20 năm nay, vì tôi chính là đứa trẻ mà ông đã cứu trong câu chuyện cuộc đời của ông. Ôi, mẹ tôi sẽ hạnh phúc và yên lòng mà yên nghỉ. Trước lúc lâm chung, bà đã tha thiết yêu cầu tôi tìm cho được ông để cảm tạ lòng tốt của ông đối với chúng tôi khi chúng tôi lâm vào cảnh nghèo khổ. Và đứa trẻ đáng thương ngày nào đó bây giờ chính là Sir Lloyd George, người là Thủ tướng Đức Anh lúc đó." Cả câu chuyện nói với chúng ta về cái cao cả, về cái lớn lao, về cái vĩ đại của cái lòng quảng đại, của sự cảm thông đồng cảm, của sự cho đi. Và trong ngày hôm nay chúng ta mừng cái mầu nhiệm, có thể nói được rất đơn giản nhưng mà nói lên cái lòng quảng đại vô biên của Chúa, sự quan tâm và đồng cảm của Chúa dành cho chúng ta. Và đây là câu chuyện bắt đầu từ trời cao. Trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe Đức Chúa đã thề ước người sẽ chẳng rút lời: "Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchisede." Chúng ta đã nghe trong bài đáp ca. Và đúng là chúng ta cần có một thượng tế để dâng lễ vật lên Thiên Chúa và mang phúc lành từ trời cao xuống cho mọi người. Nhờ đó mà đất với trời nối với nhau. Nhưng ai có thể đảm nhiệm được cái chức vụ đòi hỏi sự trong sạch và thánh thiện này? Và trong thời sau hết, nhân loại đã nhận được món quà đó, chính là món quà từ tình yêu bao la của Thiên Chúa khi sai chính Con Một xuống thế làm người và trở nên vị thượng tế thập toàn để dâng lên Thiên Chúa hy lễ xứng đáng đền tội cho chúng ta và mang ơn bởi trời xuống cho chúng ta. Mọi thánh lễ mà chúng ta tham dự đều vô cùng quý giá, vì mỗi mùa thánh lễ là lập lại một lần nữa hy lễ đã được dâng để cứu độ nhân loại bởi Đức Kitô, Con Người hoàn hảo. Và để không một ai đứng ngoài, mà trái lại, ai cũng phải dâng hy lễ của mình trong hy lễ vẹn toàn mang lại ơn cứu độ. Như chính Chúa đã nói: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Tức là Chúa bảo không một ai được ở ngoài hết. Khi chúng ta đi dâng lễ, chúng ta dâng Chúa cái hy sinh của mình, dâng Chúa cái thời gian dự lễ, rồi có khi là cái sự vất vả đường xa. Và trong những lễ lớn có cái phần dâng lễ vật, thì cái phần dâng lễ vật đó để nói lên những cái lễ của chúng ta dâng, có thể là một cái khó khăn, một cái cực nhọc, một cái hy sinh, một cái quảng đại nào đó ta dâng để hợp với của lễ Chúa Giêsu dâng trên bàn thờ. Và Chúa nói đây không phải là chuyện mà chúng ta đứng bên ngoài được. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và đây không phải là cái sự lập lại một cái biến cố ngày xưa, mà là cái sự thực hiện cái biến cố đó ngày hôm nay. Giả dụ như có hai vợ chồng yêu thương nhau, trong ngày kết hôn thì nói với nhau cái lời đoan hứa, và trong ngày kỷ niệm 25 năm, 50 năm, có nơi cũng nói lại với nhau những lời đoan hứa đó: "Anh sẽ yêu em sẽ yêu anh, dù là thịnh vượng lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, vân vân." Và khi ta nói lại cái lời đó, có phải là lập lại một kỷ niệm không? Thưa rằng không. Đó là nói lên cái sự thực trong tâm hồn của chúng ta. Mà cũng như vậy, mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ, không phải là một lễ tưởng niệm, một lễ nhớ, mà là một lần nữa
Chúa nói với chúng ta cái lời yêu thương, và Chúa nói với chúng ta cái hy lễ là Chúa muốn sống tròn cho chúng ta. Và một lời đáp lại là chúng ta cũng sống tròn cho Chúa. Và chúng ta phải loan truyền về việc Chúa chịu chết bằng việc tham dự thánh lễ. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chia sẻ, mỗi lần dâng thánh lễ, mỗi lần giang tay, đóng đinh con lại trên thánh giá. Tức là Ngài muốn nói mỗi lần dâng thánh lễ là một lần Ngài cùng với Chúa giang tay để chịu đóng đinh và uống cạn chén đắng với Chúa. Đây không có chỗ cho khán giả. Tức là khi chúng ta tham dự, giống như cô dâu chú rể tham dự cái lễ cưới cũng như mọi người khác, nhưng mình là cô dâu, là chú rể thì là tham dự. Nó khác với lại ở ngoài. Ở đây không có chỗ cho khán giả. Và một trong những câu đáng cho chúng ta chú ý đó là các con hãy làm việc này để nhớ đến ta, để nói là chúng ta không phải là khán giả, chúng ta là người trong cuộc. Mà hãy làm việc này là làm cái chi? Đó là Chúa đã sống trọn vẹn cho chúng ta, thì Chúa cũng mời gọi chúng ta, các con hãy làm việc này. Tức là ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Vậy thì khi chúng ta dâng lễ, chúng ta là một lần dâng cho Chúa những hy sinh, những bỏ mình, sự quảng đại, sự rộng lượng, tất cả mọi việc làm vì tình yêu, thì đó là hãy làm. Còn nếu như chúng ta chỉ đến và tham dự từ đầu đến cuối mà không có một chút hy sinh nào thì đúng là chúng ta là khán giả rồi. Ước chi khi dâng lễ chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là vào những điều mắt không trông thấy. Vì hữu hình là phù vân và vô hình mới trường cửu. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trong mỗi thánh lễ chúng con tham dự, có thánh lễ long trọng, có thánh lễ đơn giản, thậm chí có những thánh lễ mà chỉ có một linh mục và một chú giúp lễ. Trong những nơi mà đạo bị cấm cách, chính Chúa đã đến để nói với chúng con lời yêu thương. Các con hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương của Chúa bằng cách trao hiến cuộc sống của chúng con cho Chúa, để không có gì chúng con suy nghĩ, không có gì chúng con ước muốn, không có gì chúng con thi hành thực hiện mà lại không vì lòng Chúa yêu thương, không vì lòng yêu mến Chúa. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng. Cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tay, xin với bà Maria đồng sinh, chiêu nam thời quan phong Siêu Phi La Tu, chiều đông đinh trên cây thánh giá, trên và tay sát xuống ngừng tu tâm. Ngày thứ ba đời trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên điều Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin phép ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép ta tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để thông ban sự sống của người cho chúng ta. Trong niềm yêu mến tri ân, chúng ta dâng lời nguyện xin. Là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con,
Xin các mục tử trong hội thánh luôn sống bí tích thánh thể, hiến dâng chính mình làm hy lễ cùng với Chúa Giêsu và quảng đại trao ban trọn cả cuộc sống cho đoàn chiên. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Xin cho các thiếu nhi trong giáo phận chúng ta biết noi gương Chúa Kitô, luôn sống yêu thương tất cả mọi người để làm đẹp lòng Chúa và đáp đền tình Chúa yêu thương. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Kitô là trung gian giao ước mới. Xin cho các gia đình giáo xứ chúng ta, nhất trong năm đồng hành với các gia đình gặp khó khăn này, biết siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng rước mình thánh Chúa để sống thánh thiện hơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, thánh thể Chúa là suối nguồn vô tận của ơn thánh. Xin Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong suốt cả cuộc đời. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là hy tế thật và vinh cửu khi thiết lập thể thức khi lễ trường tồn. Người là đứng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà thương nhớ đến Người. Khi chúng con trước mình Người hiến tế vì chúng con thì chúng con được mạnh sức, và khi chúng con trước mau Người đổ ra vì chúng con thì chúng con được rửa sạch. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc,
chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thì thưng ngay sau bữa ăn tối, người cầm lê chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lời Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha.
cha ca sa, nước cha trì liên, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng nhau. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Các con hãy cho họ ăn đi. Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Các con hãy cho họ ăn đi. Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Các con hãy cho họ ăn đi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một quả tim mới, để cùng biết yêu như Chúa, một đôi tay mới để cùng hành động như Chúa, và yêu thương mà trao ban chính mình vì Phật. Mời con đến giờ tiệc thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng, ta ơn Chúa, Chúa ơi, vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc
Chúa thương ban tặng cho thế giới. Thật hạnh phúc cho ai một đời được nếm hương hoa tình mến. Này thịt và máu Chúa đến lượng thần nuôi con cái, sự kiện thánh nó xây tràn đầy lòng con sương vui luôn từ đây. Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh, con ăn oan vui mừng ta ơn Chúa. Chúa ơi, vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời, để người ngài nhận lãnh nước trời. Đây là tiệc thánh chưa tràn ân tình và ân phúc, vì tình Chúa yêu thương đời đời, ngài dọn sẵn cho ai nghèo đói. Đây là dòng suối mát giữa sa mạc hoang khô cháy, đây là bóng cây giữa hành trình, đang làm chiêu trái ngọn trường sinh. Chúa mời gọi con đến giờ tiệc thánh, con ăn oan vui mừng ta ơn Chúa. Chúa ơi, vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời, đến với ngài nhận lãnh nước trời. Con người từ khắp các nơi ăn cùng một tấm bánh, ngàn giọng nói chung câu nguyện cầu, ngàn ánh mắt chung trong niềm tin. Xin ngài hiệp nhất các dân trong cùng một Thiên Chúa, tình hiệp nhất bao la tràn đầy, cửa như nhánh chung trong một cây. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Trong thứ sáu tuần tới khi họp ban hành giáo, xin các ông trùm họ chuyển số tiền lạc quyên trong tháng vừa qua để chúng ta đúc kết trong tháng và nhận cái cuốn sách 5 phút mỗi ngày của tháng 7. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tờ đây Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi mà danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.